Rero Breakfast. Rero. Trận bên kia là... Thôi mình không bình luận về trận bên này đâu. Raken thằng này thua. Bởi vì bên này có cả Mother Wick cộng với lại Hunter nữa thì Lava là câu chuyện khác rồi. Fireball. Waiting for the fireball to drive off. Được. Hành máy á. Viper, bear pass, let's go. Ôi, Lan đánh với lại Pompeo anh em ạ. Lan đánh với Pompeo. Cái này Lan đi chơi xuống, à Lan ăn luôn. Vero này đúng là respawn good thật sự. Ngày xưa anh em Việt Nam có nhiều người chơi respawn rất hay nhưng mà giờ sau này cũng không. Pompeo nói game. I know he playing Yams. But I think he chắc chắn luôn, QDC chắc chắn là thắng luôn. Bởi vì các bạn biết là Royal vừa Hunter xong rồi vừa Mother Wick. Bên kia chỉ có mỗi giáp cộng arrow. Đỡ sao được. Ôi trời ơi, Macarius càng đánh càng tụt này. Osama, ui, Osama lên nhanh vãi à. Lúc nãy tụt cũng lên lên, tụt lại lại lên, vãi. Đúng là hay không bằng thêm. Đó, mình vào comment lộ, mình tưởng là bạn nói là Raken Raken thua. Thực ra mình nghĩ là WLC thắng hơn. Bởi vì các bạn biết là có một cái điều đây, có một cái pha nó sẽ gây áp lực cho Raken, đó là cái con Mother Wick. Nó sẽ thả khi mà đàn Lava Pup con ấy. Lava Pup ấy nó xuất hiện. The last 30 minutes. Thanks for watching guys today. Let's go! Best part. Hôm nay bởi vì nó là final mà. Ở chắc kênh của trên bọn nó cũng Viper đánh trường, bọn vãn trường không bao giờ đánh gọi Viper. Viper chưa, phải game 2 game nữa. Là nó đánh với lại Lumos. Osama thua đấy đen nhỉ. Lúc nào mình xem thằng Osama toàn thua. Không được điều gì. 30 phút cuối cùng. Các player đang tắt tay. Tắt tay trong cuộc chiến. Với các bạn đánh cho vui nhưng mà với các player họ đánh để cho tiền, lấy tiền đấy. Bởi vì các bạn biết là họ ở trong các clan có rewards, có tiền. Khi mà các bạn ở top cao thì các bạn sẽ được. Không, mình không có nick Oasu mà mình còn mình chẳng tiếp cận Oasu. Bây giờ nó cũng gọi là quá nổi tiếng rồi. Em thích ạ? Anh thì không thích. Anh biết nó từ những ngày đầu còn chưa có một sub nào. Nó còn đi xin xỏ anh để add friend. Nhưng mà đúng là tài năng của nó lên nhanh. Có chứ, cũng có một reward được khoảng 100-200 đô đấy. Hoặc là 300 đô gì đấy. Nếu mình không nhầm. Tùy từng clan. Best fight. Thằng này lên top 2 rồi, top 1 rồi. Chưa được. Thằng Wasu nó đánh được nhiều deck, nhưng mà không phải một mình nó đâu. Thực ra là nó nổi tiếng từ Hot Cycle. Mà Hot Cycle các bạn biết là nhiều người chơi.
Graduation line. We have an in-game, a breakfast. Rocket lava, come on. I just think double mirror. Do you like it? The first time I try to eat. No, I have two account only. If I have the new account, okay, let me try. 4 player, 3 player, 5 player. But when you want to sprint to a layer, you can also focus to the game. Maybe it was right, left. Let you. Igbo! Igbo! Holy shit, Igbo! Ooh, very nice defense. Sorry guys, I'm focused to comment and review the game on the middle screen. Actually, I have a four device, but I have a 2 account only. So that's why I cannot make a stream with a 4 mirror, with 3 mirrors. No, that fast loss. Time to Igbo, flee Igbo! Holy shit, Igbo! Arrow and last. Minor! No! Chuyển sang bên hai bên này nó đổi nhau nhé. Bét phát. Tại vì trong cái deck này mình không có được. Let's go bét phát. Oh, Mohammed Lai wins. Sad. Okay, 12 minutes. Yes, 12 minutes. Last 12 minutes. Level 10. Dragon. Never give up.
Never give up. Never give up. Chú 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 chú. Best part of one, you can do it, you can do it, you can do it. Fireball is coming. No, no, keep a fireball to kill Barbarian and Skeleton Dragon. Kuchu! Best part of one for sure. Oh, wait, 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 wait. Why, why? Why, why? Balloon! Why? Why, balloon? Why? Được rồi, được rồi, được rồi. Good job. Câu trả lời cho câu trả lời ông đó chính là hãy submit thằng khác. Nếu chúng ta không muốn trở thành coi con mồi thì chúng ta hãy trở thành tự sang. Top 1. Thằng Asam nó sẽ phải đánh. Congratulations, best fast. Căng, căng, căng. Ok, check leaderboard. Look at the second screen. Second screen. Vamos. Ê, theo tiếng không? Lan, lan, lan vào điệp. Lock bait và hot earthquake.